Rồi, Hải thân chào tất cả các anh em yêu thích chăn nuôi gà đến với kênh YouTube của Hải nha. Rồi Hải chúc anh em mình có một buổi chiều, một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình nha. Và kế tiếp là cái nội dung của anh em mình hôm nay nha. Thì gần đây có một số anh em hỏi Hải nha, là cái con gà mình nó phao phao, nó có nghĩa là nó không đặt gà. Và anh em mình nhìn bề ngoài thì không biết, nhưng bợ vô ha, bợ cái lườn lên thì anh em mình mới cảm nhận được à, con gà nó phao phao, nó không có đặt đó. Thì cái vấn đề phao phao không đặt này thì nó có tác dụng gì? Phao phao không đặt này làm con gà mình có dạng như là nó thiếu thiếu, nó khô khô nha. Thì cái khả năng của con gà mình dài chân đầu thì sổ rất ok, nhưng dài chân sau con gà mình nó bị hóc, và càng vô trong thì con gà mình nó càng mệt và càng xuống sức rất là nhanh nha. Đó, cho nên anh em mình không thể ôm cái con gà phao phao này, hoặc là anh em mình thường gọi là con gà bị ốm trong này ha, mà đem đi thi đấu ha. Đó. Rồi bây giờ mình đi vô cái nguyên nhân và cách khắc phục con gà bị ốm trong phao phao thật là khó chịu ha, và khó chơi này ha. Thì rõ ràng là con gà mình nó bị thiếu nước, mà thiếu nước không phải anh em mình cho uống mà nó thiếu, mà lý do con gà nó uống nước. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái đường ruột của con gà mình nó không tốt. 2-3 ngày gì đó, nó giống như một chu kỳ vậy đó. 2-3 ngày thì nó đi phân lỏng, 2-3 ngày thì đi phân đặc đặc khô khô lại ha, là lý do lúc đó đó con gà mình sức khỏe nó tốt. Còn nếu mà bữa nào á, một do một yếu tố nó không biết, nhưng mà con gà mình nó sức khỏe nó giảm đi chút xíu, nó đã bắt đầu nó chuyển qua nó đi phân lỏng đó, thì đi phân lỏng cho dù có uống nước vào thì đi phân lỏng thì con gà mình sẽ mất nước. Và mất nước kéo dài như vậy thì con gà mình trở nên phao phao và nó bị ốm chọc. Nó quan trọng là chỗ này. Vậy thì để cho con gà mình nó hấp thu nước tốt, nó đặt gà lên, thì anh em mình vô nước đêm. Nhưng mà vô nước đêm ở đây, anh em vô nước đêm nhiều mà con gà nó đi phân nước ra nhiều thì cũng như không nha. Cho nên mình phải điều trị. Và điều trị bằng cách nào đó. Thì giờ mình phải mua cái chai là glucokc nha, một hũ nha, khoảng 20 c được rồi, về mình chích cho nó. Tại sao phải mua loại này? Này nó tăng sức đề kháng cho con gà, là bổ sung cái chất điện giải để con gà mình hấp thu được nước ha, và tăng cường sức đề kháng. Đó là mình phải tiêm glucokc. Rồi sau khi mình sử dụng glucokc chích cho con gà rồi, thì bây giờ anh em mình muốn con gà mình hồi phục nhanh thì phải ra tiệm thuốc tây mình mua một loại là vitamin tổng hợp ha. Cái loại cái chai thì thường thường nó bán chai 60ml hoặc là 100ml hoặc 120ml nha. Đó, thì anh em mình mua cái này về, mình bơm cho con gà mình mỗi một ngày đâu đó là khoảng 1c. Hoặc là nếu con gà bự thì mình bơm 2c cũng được ha. Gà tre mình bơm c thôi. Đó, là mình bơm vô đường miệng đó cho con gà mình nó uống nha. Cái này tăng cường sức đề kháng và bổ sung đầy đủ vitamin khoáng chất về cho con gà mình ha. Làm nâng cao sức khả năng hấp thu của con gà lên. Và anh em mình áp dụng cái phương pháp này khoảng 5 hoặc 7 bữa thì con gà mình cái tình trạng sức khỏe nó cải thiện, và từ từ con gà mình nó đặt gà lên nha. Và anh em mình nhớ là cho ăn uống đầy đủ nha. Rồi đó là cách thứ nhất. Còn một cách thứ hai nhẹ nhàng, đơn giản và dễ trị hơn nữa nha, đó là anh em mình bị cái tình trạng con gà nó phao phao ốm trong, rồi giờ lên shop nhà đá, shop nào cũng được, thì anh em mình cứ lên YouTube, lên mạng là đánh cái là thuốc đặc trị ốm trong cho con gà nó, thì nó ra cái loại này là thuốc của Thái nha anh em nó. Thì một chai đâu đó là nó khoảng 60ml nó, thì anh em mình mua về thì khoảng trăm mấy thôi. Hải cũng có xài loại này nha. Thì con gà tình trạng gì anh em mình cứ về nhỏ cho nó 5 giọt, bữa 5 giọt ha, vô miệng đó, thì đâu đó khoảng 5 ngày thôi là con gà mình khác liền nha nè. Rồi tới đây thì cái nội dung video của Hải chia sẻ với anh em mình là hai cái cách trị con gà bị ốm trong phao phao ha, lường ha, là trị bằng hai cách này là rất ok nha. Rồi bây giờ nội dung video của Hải cũng kết thúc. Chúc anh em mình điều trị con gà ốm trong phao phao lường ha thành công nha. Tạm biệt cả nhà mình nha.